Xin chào cô bác, con đi về. Xin chào ông bà cô chú, chị đã đi học về nè cô chú anh chị. Hôm nay là ngày thứ 6 nha cô chú anh chị, thì tuần này chị học có 3 ngày thôi, một ngày chỉ có 2 tiếng ha. Hôm nay đi học về chị được ở trường cấp cho một cái cặp nè cô chú anh chị. Cái cặp có tên nè, tên của chị nè, Lauren nè. Và ở trong đây thì có sách vở gì đó một chút về cho ông bà cô chú coi ha. Rồi đi về con. Rồi let's go. Hả? Chị đã đi về nè ông bà cô chú ơi. Chị cho ông bà cô chú coi cái hôm nay ở trường phát cho chị cái cặp ở trong cặp có gì đây chị. Cái này cô để tên con trong đây để không có lộn với những bạn khác, con đừng có lấy ra nha. Rồi mở cặp ra coi. I go to you. Xin chào con bà cô chú. Rồi. À đây là chị, hôm nay chị làm bằng tay của chị đấy hả? Đây là tuần đầu tiên đi học nè cô chú anh chị. Cái hình này là ngày đầu tiên chị vô nè. Cái này là ngày hôm nay nè cô chú anh chị. Hôm nay là chị mặc đồ thể dục hả cô chú anh chị. Đồ này là đồ thể dục nè mọi người. But this book is the right one for four. Now what is it? Now what is it? That my she is at school already and she is. Cái này giống như là cuốn sổ liên lạc vậy đó cô chú anh chị. Mỗi ngày là ba mẹ phải lấy cuốn sổ này ra nè, để mà ký vô ở bên đây nè. Bữa hôm qua cô giáo chỉ, hôm qua có đi học phụ huynh đó mọi người. Now what's that story? Để mình coi. No. Với lại trong đây có những cái ghi chú mà về nhà cha mẹ cần phải dạy thêm cho con cái gì nữa đó cô chú anh chị. Đây là Kim thấy có bảng chữ cái ha. Thì mỗi ngày ba mẹ sẽ ký vô đây là con ở nhà có học bài ha cô chú anh chị. Nếu như mà không ký á, đây nè. They all the ones. Đây nè, trong đây người ta có để ngày luôn nè. Để mẹ cho cô chú coi. Có để ngày tháng nè. Mỗi ngày ba mẹ phải ký vô đây ha. My day order maybe. Để no. mẹ chỉ cho cô chú coi. Mỗi ngày ba mẹ phải ký vô trong đây nè. Trong đây thì ở nhà là ba mẹ có dạy cho con đọc viết các cô chú anh chị. Nếu như mà không ký là có nghĩa là cái ngày đó con mình về không có học bài ha cô chú anh chị. Rồi đâu chị mở coi trong đây có gì. Đây ở trong đây kêu nè cô chú. Cái tuần này là trẻ em sẽ có hai cuốn sách và một cái giỏ ha. Một cái giỏ đi học hồi nãy mọi người đã xem rồi đó. Đây có hai cuốn sách. But these are both of the stories. And this one doesn't have any pages. So you can do the things what you don't know how to talk. But you can talk what you want. Có nghĩa là trong cái cuốn sách này nè là không có chữ hả cô chú anh chị, chỉ có hình thôi. Và mình hãy nói lên cái câu chuyện, mình cứ kể cái câu chuyện nào cũng được hết trơn á, mình tự mình đặt cái câu chuyện ra để mình kể chuyện với con của mình. Đây là có cái hình nè. Nữa hả? Còn cuốn nữa hả? Đây mẹ cho ông bà cô chú coi cuốn này trước. Đó. Là trong cái cuốn này không có chữ, hoàn toàn không có chữ hả cô chú anh chị. Rồi tiếp đưa cái cuốn kia mẹ coi. Cuốn này có chữ không? Không. Không có chữ luôn hả? Nào lật từ đầu. Let's see. The teacher said all of it. Không có chữ luôn nè cô chú anh chị. Đó thì mình sẽ tự tạo ra một cái câu chuyện của mình ha. Xong rồi mình sẽ kể, mình sẽ nói với con mình, hoặc là mình cho con mình nó tự tập kể một cái câu chuyện ha cô chú anh chị theo tranh ảnh ha. Còn đây là có thêm một cái cuốn truyện truyện đọc trước khi đi ngủ nữa nè cô chú anh chị. Đây là cuốn truyện ở trường cho mượn ha mọi người. Nó truyện này thì có chữ ha. Đọc truyện trước khi đi ngủ rất là tốt cho trẻ em luôn đó cô chú anh chị. Theo con để mẹ nói chuyện được không chi? Không. Đọc truyện trước khi đi ngủ rất là tốt cho trẻ em cô chú anh chị, sẽ cho con cái tiếp tưởng tượng nè. Và cho con được nhiều cái từ ngữ nè, giống như là từ vựng ngôn ngữ đó cô chú anh chị. Rất là hay luôn. Hello Chi. Hello. Nhà 3:20 rồi mọi người, mà trời nắng chang chang luôn. Em Chi đi học về rồi nghỉ ngơi rồi xong rồi bây giờ muốn chạy xe rồi cô chú anh chị. Đây là trong xóm của Kim hả mọi người.
Ở phía trước nhà người ta cũng có táo quá chừng nè. Táo mà sao táo nó nhỏ 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 không mà mọi người không biết là có ăn được không nữa. Lên dốc không nổi hả chị? Ấy chà. Trời ơi trời, đưa mẹ đẩy chà. Có nhiều đó thôi mà nó làm gì yếu đuối dữ vậy trời. Mạnh lên. Một, hai, ba. Được củ hàm rượu vang này cô chú anh chị. Nó rất là mềm, rất là thơm luôn. Chị giỏi quá, chị đói bụng không? Đây hồi nãy giờ trong lúc mà đợi mẹ làm đồ ăn á cô chú anh chị Chi nó tập tô rồi cô chú. Kim có mua cuốn vở tập tô này bên Việt Nam qua ha, cho Chi nhà tự học ha mọi người. Chứ ở bên đây trường học ở bên Anh nó sẽ không có tập tô như vậy cho bé đâu cô chú anh chị. Đây là Kim có xà lách nè mọi người. Xà lách và có dưa leo muối chua đó cô chú anh chị. Còn cái này là Kim có đùi cừu hầm rượu vang hay cô chú anh chị. Cái này là người ta cũng hầm sẵn ở trong siêu thị á. Xong rồi cái mình mua về mình để vô lại trong lò nướng 40 phút nữa mọi người. Và có khoai tây chiên. Cái này là cái bánh này Kim không biết tiếng Việt gọi là cái gì nữa, nhưng mà nó ăn giống như bánh mì. Giống như bánh mì hay cô chú anh chị, nó rất là giòn và rất là thơm luôn. Cái nước này là của nước đùi cừu hầm rượu vang này cô chú anh chị. Cái này Kim có thể là chấm với khoai tây hoặc là chấm với cái bánh này ăn cũng rất là ngon. Xin mời cô chú anh chị nha. Hai mẹ con ăn chung một cái đùi ha cô chú anh chị. Cái này mình sẽ chia ra tại vì cái đùi này cũng rất là lớn luôn, một mình Kim ăn cũng không hết nữa. Thường nếu như mà có chồng Kim ở nhà là sẽ mua một cái hộp hai cái đùi của chú anh chị, thì hai cái đùi là chồng Kim sẽ ăn một cái, còn một cái là hai mẹ con. Thịt cừu bên này rẻ lắm cô chú anh chị. Thịt cừu, thịt gà với lại thịt bò đó rẻ mọi người. Với lại cá hồi nữa cũng rất là rẻ luôn. Ở bên này mà ăn đồ ăn Việt Nam là mắc lắm ha như cô chú anh chị, nhưng mà ăn đồ ăn Tây là rẻ. What can I put this? Để dĩa này đi con. Nó có cái mùi bạc hà hả cô chú anh chị. Thịt cừu bên này thì người ta thường ăn với lại cái mint sauce.
là cái sốt bạc hà đó cô chú anh chị, cái lá bạc hà mà ta nghiền ra đó. Cái này nó rất là mềm và rất là thơm luôn cô chú anh chị. Thịt không à, ngon quá chừng luôn. Chấm với cái nước sốt này nữa nè. Con quá kẹt đạn. Con phải nói là ông bà cô chú, con mời ông bà cô chú. Cái bánh này rất là giòn luôn mọi người. Kim thích ăn cái bánh này hơn là cái bánh mì á. Nó giòn mà nó thơm lắm. Cho chấm nước này ăn không? Không thích. Nước này ngon lắm. Không thích. Không thích thì thôi. Ở bên này á cô chú anh chị, nếu mà mình ăn theo tay á thì nấu rất là nhanh ha, không có phải là vừa món mặn vừa món xào vừa món canh giống như Việt Nam mình nấu rất là cực luôn, nhiều món rất là cầu kỳ đó mọi người, còn tay thì ăn rất là nhanh luôn như vậy đó. Khoảng một tiếng đồng hồ đó là ba chi về tới đó cô chú anh chị. Ba về chi vui không? Sao ạ? Sao còn không vui? Ba đi một tuần rồi mà chút nữa ba về tới mà Chi nó không vui cậu bà ơi. Tại vì là Chi nó không vui là tại vì ba về là Chi không được ngủ với mẹ đúng không? Ba về là Chi sẽ ngủ một mình của chú anh chị, còn khi nào ba đi á, là Chi nó xin mẹ là để ngủ chung với mẹ, ôm mẹ ngủ, cho nên là thích hơn. Một con lớn cũng phải ngủ riêng chứ. Ăn đi. Ba về tới kìa Chi. Ba Chi mới chạy xe về tới luôn nè cô chú anh chị, Chi nó không được vui nè mọi người ơi. Nó đang rầu là tối nay sẽ ngủ một mình nè, không được ngủ với mẹ hả Chi hả? Mà con lớn rồi con ngủ một mình chứ. Tính nào là cả tiếng nó mới về tới cô chú anh chị, nhưng mà ba Chi đi về sớm hơn à. Chị em dậy ra mừng ba hả? Hello my girls. Hello my love. Why you look like that? I'm happy seeing you. With your sauce. Because it's so hot. Chút chút. Good. Rồi chị em ba kìa. Trời ơi Chi nó không được vui nè, ông bà cô chú ơi. Chị không nhớ ba hả? Sao hả? Chị sợ quá. Sao vậy con? She worry about tonight, she cannot sleep with mommy, that's why. Trời ơi khóc luôn rồi nè. Sợ tối nay không ngủ với mẹ. Chị sợ. Ôi dạ. Chị tối nay chị ngủ với mẹ, ba ngủ một mình ha. Ha. Why chị sad? She can't sleep with my oi. Oh, baby. Chị sleep with my oi. Oh, baby. We know who she loves the most, right? Hey. Not me. Jay. You don't love Papa no more. Sáng thứ bảy nè cô chú anh chị, sáng ngày ba Chi đã dậy sớm lấy xe chạy rồi mọi người. Dạ. Ăn xong rồi đi học nhảy ha. Mà Chi phải ăn lẹ đi, 3 giờ tới rồi đó. Tối hôm qua Chi nó phải đợi đâu cỡ 30 phút sau nó mới chịu ôm ba đó cô chú anh chị. Rồi khóc quá chừng, nhõng nhẽo. Mà tối hôm qua cuối cùng mà Chi ngủ một mình cũng bình thường, ok hết cô chú anh chị, không có vấn đề gì ha.
Nhưng mà nó nhõng nhẽo vậy đó, thấy ba về chắc lâu rồi không gặp ba, cái ba đi công tác về nhõng nhẽo vậy đó. Rồi chị ăn đi nha. Chị nói xong là ba chị đã về tới luôn nè cô chú anh chị. Người có cái thú vui gì kỳ, cái thú thích chạy xe vậy đó. Cái xe cứ ngày nào nắng là sáng là dậy sớm, thiệt là sớm đó cô chú anh chị, chạy một tiếng mấy, hai tiếng xong chạy về, chạy cười cười ngoài đường vậy đó, không biết đi đâu nữa, đi hóng gió ngắm cảnh như vậy đó. Thôi. Hello chị chị. Hello cô chú anh chị, bây giờ là đang chở chị đi học nhảy ha cô chú anh chị. Chị đi học nhảy tới hai lớp là 10 người, thì một lớp ballet và một lớp gọi là múa cái gì ta, tap dance đó, giống như là nhảy hiện đại ha cô chú anh chị. À, có đem theo cái hộp cơm cho chị nữa, cái hộp bánh mì để chị ăn lúc mà nghỉ nghỉ giải lao giữa buổi á mọi người. Hello Honey. Xin chào công bạc cô chú. Cả tuần nay là trời nắng đó cô chú anh chị, hôm nay tự nhiên ba chị Chi về cái là mưa rồi mọi người. Trời nắng nhưng mà mưa, mà sau ở trên cái bản dự báo thời tiết nói là không có mưa mà sau sáng nay lại mưa nè cô chú anh chị. Đã tới nơi rồi cô chú anh chị ơi, đây là cái giỏ của Chi ha cô chú anh chị. Ở trong đây thì có thêm một cái đôi giày mà nhảy hiện đại nè. Chi đang mang cái đôi giày múa ba lê ha, cái lớp múa ba lê thì học trước. Với lại có một bình nước và cái hộp cơm trưa cho Chi nữa cô chú anh chị. Đã để chị ở trường học nhảy ha cô chú anh chị. Bây giờ Kim MC, với lại MC throat throat. Kim không có nói được cái chữ mà cái cổ này nè, không có nói được cái tiếng Anh, cái chữ nó khó quá. Throat. Alright honey. Throat. No. Say throat. Throat. What? Bây giờ hai vợ chồng Kim sẽ đi mua đồ ăn hết cô chị, cô chú anh chị. Đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần sau, tại vì ngày mai là tôi đi bận lắm, và thứ hai tôi đi lại đi công tác nữa cô chú anh chị. Cho nên là mua đồ ăn cho cả tuần luôn cho hai mẹ con Kim ở nhà. Tuần sau thì Kim đã bắt đầu quay lại công việc rồi cô chú anh chị. Ý là hôm nay đi siêu thị mua đồ ăn rồi mua cái bình nước. Ở trường học á, người ta kêu là mình phải đem cái bình nước mà giống như không có màu á cô chú anh chị, để đi học chỉ đem được đem nước theo thôi, chứ không có được để nước trái cây hay là cái gì hết trơn á. Cho nên là phải mua cái bình nước mà cái màu trong suốt á, để giáo viên có thể kiểm tra được ha cô chú anh chị. Với lại mua cái đôi bút, cái đôi giày bút mà đi mưa đi nước á, để ở trường học luôn. Khi nào mà ngày nào mà trời có mưa ướt hay gì đó thì các bé đi ra ngoài chơi là có cái đôi giày bút đó mang ha mọi người. Cái giày của Chi ở nhà đã giống như là chật rồi đó cô chú anh chị, không có còn mang vừa nữa. Cho nên là hôm nay phải tìm một cái đôi mới cho Chi. Ở đây có cái nhà thờ nè cô chú anh chị. Cái này giống như cái làng ở chỗ đây là Kim chưa có bao giờ đi shopping ở đây mọi người. Tại vì đây là khác khu của mình ở, cho nên nhìn cái gì nó cũng lạ lạ hết trơn á cô chú anh chị. Đẹp quá. Tới đây nè mọi người, siêu thị Tesco này là ở Anh, là Tesco giống như là cái co-op, giống như là cốp mắt của Việt Nam mình ngày xưa ha. Chỗ nào cũng có Tesco hết trơn á cô chú anh chị. Mà bán đủ đồ ăn hết là đồ Tây ha mọi người. Và giá cả cũng rất là phải chăng luôn đó cô chú anh chị. À, cái siêu thị này nè, mình muốn lấy cái xe đẩy lên cô chú anh chị là phải để vô đây một đồng nè. Mà Tony không có cái đồng xu, phải đi vô trong đổi thôi. Ở gần cái nhà Kim thì không có ha, chỉ cần lấy đi thôi, không cần phải để đồng xu vô đây. Không có size của cô, không có size của Chi cô chú ơi, chỉ có cái màu vàng này là có size Chi thôi, cho nên là lấy màu vàng luôn hả mọi người. Cho nó mua một bình nước này nè, với lại một cái hộp này là đựng đồ cơm trưa hả cô chú anh chị. Chi đã học nhảy xong rồi nè cô chú, ba đã đón Chi về rồi nè. Hello Chi. Chi bữa nay ngày đầu quay lại học nhảy vui không? Not now, but you gotta hurry up. Did you buy some new boots for me? Yeah. Right, you get everything you want, you do, monkey. I know I do. Rồi. Rồi chị nói sao? Cảm ơn. Cảm ơn. Xin cảm.
Xin cảm ơn các mẹ. Cảm ơn mẹ và ba. Đúng rồi. Cảm ơn mẹ và ba. Cảm ơn mẹ và cảm ơn ba. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Rồi bây giờ đi, bây giờ vẫn chưa đi về nữa cô chú anh chị. Bây giờ sẽ đi mua một cái ít cái đèn sân vườn hả cô chú anh chị, tại vì tuần sau là cái anh thợ điện á, anh thợ điện tới nhà Kim sửa cái dòng điện. Ơi sao what Kevin is having something up not in the wall maybe hot or cold. À, cái quạt á hả? The chi chi and move over. Máy lạnh hả? No, this the sting. Okay. Like the sting like pizza. Kelly said that some of the kids, the older kids have moved up the class now, and they got two classes in there now at the, on the same time, so they got some of the older kids in one class. Now I haven't got my shoes. Your shoes are in the bag. Đã mua đèn xong rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ đi về hết mọi người. Giờ cũng hơn 1 giờ đó cô chú anh chị. Hết buổi sáng luôn rồi đó cô chú ơi. Chi chi. Thôi em chi em ngồi kiểu gì không biết nữa. Chi chi mông đẹp. Buổi chiều hai anh đến chơi với chi nè cô chú anh chị. She trungles, check up neck. Hi, Chi. You're not pulling tight enough. Hey, pal. Yeah. Hey, có dưa hấu nè, ăn đi. Mày cắt dưa hấu cho mấy đứa rồi đó. Chi đừng có leo lên bàn con, sao con ngồi trên bàn vậy? Bưng lên kia ngồi check up ăn đi. Để nó ngồi check up ăn nữa kìa, đi đi. Trời ơi, gái đứa ăn mà phun gì kỳ hết trời. Hello Chi Chi. Xin chào con bà con chú. Bây giờ đang dẫn Chi đi ăn tiệc nè cô chú anh chị. Ăn tiệc mà mẹ cũng hôm nay mẹ cũng diện đồ lồng lộng lộn lộn ha mọi người. Ở trong đây giống như là một cái gì ta, cái khu trò chơi cho trẻ em đó cô chú anh chị. Thì mình đặt tiệc thì có chỗ khu chơi cho vui chơi cho trẻ là khoảng 2 tiếng đồng hồ hết cô chú anh chị, và có đồ ăn nước uống gì cho bé luôn. Chị đi dự tiệc sinh nhật xong là cũng 6 giờ chiều hả cô chú anh chị, cho nên là chiều nay Kim không có làm đồ ăn tối hả mọi người, mà mua đồ ăn tối bên ngoài luôn để cho hai anh của Chi ăn xong rồi đi về đó cô chú anh chị. Về tới nhà nè cô chú ơi, nhưng mà cha con, mấy ba cha con kia là đã ngồi ở trong ăn ta. Ăn rồi coi tivi, coi đá banh nè mọi người. Mẹ Kim thì ngồi ở đây. Chị muốn vô trong nhà luôn hả? Chị vô đi, kìa chị cầm đồ ăn của chị đi vô trong nhà ngồi với ba đi. Mẹ ngồi đây. Mẹ đâu có thích câu thích đá banh đâu, mẹ không thích coi đá banh mà, mẹ đâu có đá banh, mẹ ngồi đây chứ. Mẹ. I want you to...